được chồng chăm sóc tận tình trên giường bệnh, Lê Phương thốt lên, thì ra lãng mạn không phải mùa thu. Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Lê Phương đã đốn tim không ít khán giả. Vào chiều tối ngày 16 tháng 11, diễn viên Lê Phương đã đăng tải hình ảnh ngồi trên giường bệnh và kèm theo dòng chú thích 15:09, tái sinh. Việc người đẹp có mặt tại bệnh viện và mặc quần áo bệnh nhân khiến công chúng vô cùng lo lắng. Ngay lập tức cô đã chia sẻ rõ tình hình hiện tại với thanh niên, trường hợp của tôi là tim bẩm sinh nhưng không phát hiện ra. Tôi chỉ mới phát hiện tầm vài tháng gần đây tôi bị thông liên nhĩ. Theo bác sĩ nói đây là một trong những loại bệnh tim nhẹ nhất và may mắn không mổ hở mà thực hiện phương pháp biết dù. Với phương pháp này, tôi không gặp biến chứng nguy hiểm. Tôi cảm thấy may mắn vì phát hiện sớm, gặp được bác sĩ giỏi, có điều kiện chữa trị và nghỉ ngơi. Hơn nữa, từ đồng nghiệp, bạn bè đến khán giả đều hỏi thăm nên tôi thấy mình quá may mắn. Sau vài ngày nhập viện và trải qua phẫu thuật tim, tình hình sức khỏe của Lê Phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết vào ngày 18 tháng 11 sẽ được xuất viện, ngày mai Phương được xuất viện rồi nên tươi rói luôn. Thì ra lãng mạn không phải mùa thu, lãng mạn là tấm ảnh này nè cả nhà. Khoảnh khắc ngọt ngào của nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ cùng ông xã khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Tuy nhiên đa số khán giả đều cảm thấy an tâm khi nửa kia sẵn sàng yêu thương và quan tâm khi người đẹp ốm đau, hạnh phúc là khi gặp đúng chân ái. Chúc diễn viên Lê Phương mau khỏe, thương quá chúc con mau lành bệnh về lại mái ấm gia đình, bên nhau lúc hoạn nạn mới là chân tình.